Sáng nay, Liên đoàn Lao động tỉnh Đồng Nai đã tổ chức lễ tuyên dương cán bộ công đoàn và công nhân lao động tiêu biểu xuất sắc năm 2023-2024. Tham dự có Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Thái Thu Xương, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy Đồng Nai Hồ Thanh Sơn, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Sơn Hùng cùng đại diện các sở ngành và hơn 250 đại biểu là cán bộ công đoàn, công nhân lao động tham dự. Phát biểu khai mạc hội nghị, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Đồng Nai Nguyễn Thị Như Yến đã ôn lại truyền thống vẻ vang 95 năm Công đoàn Việt Nam 28 tháng 7 năm 1929, 28 tháng 7 2024. Theo đó, trải qua 95 năm hình thành và phát triển, Công đoàn Việt Nam đã không ngừng lớn mạnh, trưởng thành, là đại diện giai cấp công đoàn và người lao động tin cậy, gắn bó, là chỗ dựa vững chắc cho đoàn viên, cán bộ, công chức, viên chức. Đặc biệt, trong giai đoạn đất nước đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng hiện nay, vai trò vị thế của tổ chức công đoàn ngày càng được khẳng định, phát huy mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Tại lễ tuyên dương, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Thái Thu Xương biểu dương các mô hình hay, cách làm hiệu quả, sáng tạo, mang lại lợi ích thiết thực cho đoàn viên người lao động Đồng Nai. Những kết quả đạt được là kết tinh của sự nỗ lực phấn đấu của toàn thể cán bộ đoàn viên người lao động trong tỉnh, trong đó có sự đóng góp của gần 250 cán bộ công đoàn, công nhân lao động xuất sắc, tiêu biểu được tuyên dương hôm nay. Đây là những tấm gương sáng về tinh thần lao động, sáng tạo, trách nhiệm cao, luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Thay mặt Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, bà Thái Thu Xương đã tặng kỷ niệm chương vì sự nghiệp xây dựng tổ chức công đoàn cho 176 cán bộ công đoàn thuộc Liên đoàn Lao động tỉnh Đồng Nai đã có nhiều đóng góp cho sự nghiệp xây dựng tổ chức công đoàn Việt Nam và trao tặng bằng lao động sáng tạo năm 2023 cho 17 cá nhân thuộc Liên đoàn Lao động tỉnh Đồng Nai. Dịp này, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai tặng bằng khen cho 27 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo năm 2024. Liên đoàn Lao động tỉnh Đồng Nai tặng bằng khen cho 55 chủ tịch công đoàn cơ sở, 40 cán bộ nữ công, 68 công nhân trực tiếp sản xuất và 17 cá nhân có thành tích lao động giỏi, lao động sáng tạo năm 2023 và 2024. Doanh nghiệp thì cũng rất là chú trọng đến vấn đề là chăm lo quyền lợi cho người lao động. Thì tất cả các chính sách, quy trình, nội quy, quy chế thì công ty đều thực hiện đầy đủ và áp dụng theo đúng cái quy định đó. Và với lại công ty có một số các khách hàng lớn thì khách hàng cũng rất là quan tâm đến doanh nghiệp nên là cũng hỗ trợ doanh nghiệp rất là nhiều. Đặc biệt là đối với công đoàn cấp trên thì luôn quan tâm sâu sát, hỗ trợ kịp thời đối với doanh nghiệp của mình. Tôi xin cảm ơn công ty Trăng Xin, ban chấp hành công đoàn cơ sở cũng như công đoàn các cấp đã luôn tạo điều kiện cho nhân viên, công nhân lao động của công ty Trăng Xin tạo một cái cơ hội phát triển, cải tiến, sáng tạo trong suốt quá trình làm việc tại công ty. Thì trong quá trình làm việc thì luôn luôn cải tiến sáng tạo để cho môi trường làm việc được tốt cũng như người lao động có một cái môi trường làm việc công bằng và mang lại sức khỏe tốt cho người lao động. Hiện nay tôi đã có 13 năm gắn bó là phó chủ tịch và là chủ tịch của công đoàn cơ sở công ty Việt Nam. Đối với hoạt động của công đoàn cơ sở Việt Nam thì được ban giám đốc rất là quan tâm, tạo điều kiện về thời gian và vật chất để công đoàn chúng tôi hoạt động một cách rất là thuận lợi. Tại hội nghị, đồng chí Hồ Thanh Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đồng Nai ghi nhận và biểu dương những kết quả mà tổ chức công đoàn Đồng Nai đạt được trong thời gian qua. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đồng Nai nhấn mạnh, hiện nay sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng và tác động của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đặt ra cho đất nước ta và tổ chức công đoàn những thời cơ và thách thức mới. Do vậy, tổ chức công đoàn các cấp trên địa bàn Đồng Nai cần tập trung nghiên cứu đổi mới nội dung, hình thức công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao lòng yêu nước, tính giai cấp, tinh thần dân tộc cho công nhân lao động để nâng cao nhận thức vai trò, vị trí chính trị to lớn của giai cấp công nhân trong tình hình mới. Quan tâm thực hiện tốt quy chế dân chủ trong hoạt động của tổ chức công đoàn tại các cơ quan doanh nghiệp. Đặc biệt, cần làm tốt vai trò chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho người lao động. Quan tâm chăm lo đời sống tinh thần, vật chất, cải thiện điều kiện môi trường làm việc cho người lao động, nhất là giải quyết các vấn đề thiết yếu của người lao động, như về nhà ở xã hội, về thu nhập, về giữ trẻ điều kiện học tập cho con em công nhân, về vấn đề các thiết chế văn hóa cơ sở, đồng thời cần chủ động phối hợp với người sử dụng lao động, giải quyết tốt các tranh chấp lao động, hạn chế xảy ra việc vụ việc ngừng việc tập thể, đình công trái pháp luật, không để các đối tượng xấu lợi dụng kích động công nhân tham gia gây phức tạp tình hình an ninh trật tự, không để phát sinh các điểm nóng trong các khu công nghiệp. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cũng đề nghị Liên đoàn Lao động tỉnh Đồng Nai xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn tiêu biểu có đủ năng lực, phẩm chất và bản lĩnh chính trị, am hiểu pháp luật lao động, có tâm huyết với tổ chức để hoàn thành nhiệm vụ được giao.